Thưa quý vị, thưa các bạn, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương của vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương của vận động là trưởng đoàn, cùng tham gia có Ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện vụ thị trường trong nước, Tổng cục Quản lý Thị trường, Văn phòng Bộ Công Thương vừa có buổi làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc. Đến thăm và làm việc tại công ty cổ phần Ong Tam Đảo Honeco, đơn vị có nhiều hoạt động hưởng ứng của vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Ban lãnh đạo công ty cho biết, để người tiêu dùng ngày càng tin yêu và sử dụng hàng Việt, thì yếu tố cốt lõi là hàng hóa phải có chất lượng và luôn được kiểm soát bài bản, đúng quy trình. Sản phẩm làm ra đòi hỏi phải có chất lượng để người tiêu dùng yên tâm khi sử dụng. Để phát triển hệ thống phân phối của mình, doanh nghiệp đã đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử và vào chuỗi cung ứng như là siêu thị, cửa hàng OCOP, chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch tại các tỉnh, thành phố. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn có các showroom để mang đến sự trải nghiệm thực tế cho khách hàng dùng thử sản phẩm. Cùng với tiêu thụ nội địa, hiện nay sản phẩm của doanh nghiệp đang được xuất khẩu đến các thị trường khó tính như Mỹ, Đức, Singapore và tới đây sẽ đẩy mạnh tiếp tục xuất khẩu sản phẩm sang thị trường Dubai, Trung Đông. Chương trình Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng như là Bộ Công Thương, Sở Công Thương cũng truyền thông rất là nhiều và cả doanh nghiệp cũng hưởng ứng cái chương trình đó. Thì trước hết là thấm nhuần từ ban lãnh đạo cho đến cán bộ và nhân viên cũng đã ưu tiên lựa chọn những cái nguồn hàng để đáp ứng cho cái việc sản xuất của mình cũng như là sử dụng rất nhiều các kênh truyền thông để làm sao tiếp cận đến nhiều người tiêu dùng hơn, nhất là thị trường trong nước. Đánh giá sự chuyên nghiệp bài bản của doanh nghiệp, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải lưu ý doanh nghiệp cần phải duy trì được chất lượng sản phẩm nhằm chinh phục được người tiêu dùng, đồng thời chú ý việc bảo hộ sở hữu trí tuệ để xây dựng thương hiệu sản phẩm. Đoàn công tác đã có buổi làm việc với siêu thị Go Vĩnh Phúc. Báo cáo với đoàn công tác, đại diện tập đoàn Central Retail cho biết, với vai trò là một trong những nhà phân phối bán lẻ hàng đầu của Việt Nam, Central Retail và chuỗi siêu thị Go tự hào được đồng hành cùng Bộ Công Thương và các ban ngành có liên quan triển khai thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Đây cũng là hoạt động thiết thực để Central Retail thực hiện tầm nhìn của mình là đóng góp vào sự thịnh vượng của Việt Nam và nâng cao chất lượng cuộc sống người Việt. Trong thời gian qua, Central Retail tại Việt Nam và chuỗi siêu thị Go đã thực hiện các chương trình quảng bá hàng Việt như thúc đẩy thu mua nông sản tại các vùng miền địa phương, đặc biệt ưu tiên thu mua tại vùng miền địa phương gần vị trí siêu thị. Chương trình đồng hành cùng thương hiệu Việt đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam mở rộng thị trường thông qua kênh bán lẻ hiện đại. Hiện nay, chuỗi siêu thị Go còn triển khai chương trình giá luôn luôn thấp, áp dụng giá thấp cho 7.000 sản phẩm tiêu dùng thiết yếu để đưa hàng Việt đến người tiêu dùng Việt. Làm việc với Ban Chỉ đạo của vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, tỉnh Vĩnh Phúc gồm đại diện Mặt trận Tổ quốc, Sở Công Thương, Hội Doanh nghiệp, Hội Nông dân, Cục Quản lý Thị trường. Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đánh giá cao các hoạt động được triển khai để hưởng ứng của vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tại tỉnh Vĩnh Phúc. Thời gian qua, nhiều tổ chức địa phương, đơn vị của tỉnh Vĩnh Phúc đã có cách làm sáng tạo, chỉ đạo tập trung theo các nghị quyết chuyên đề, tăng cường tuyên truyền, vận động các đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân sản xuất kinh doanh sản phẩm nông nghiệp đảm bảo an toàn, đã góp phần trực tiếp và quan trọng trong việc tuyên truyền vận động, hỗ trợ nông dân sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp đảm bảo an toàn, chất lượng. Từ đó, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân được nâng lên, củng cố niềm tin người tiêu dùng trong nước, góp phần tích cực vào thực hiện cuộc vận động. Tuy nhiên, với việc Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới và khu vực, cạnh tranh ngày càng gay gắt, các doanh nghiệp sản xuất hàng Việt Nam, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, sẽ còn gặp nhiều khó khăn trong chiếm lĩnh thị trường trong nước. Do vậy, để cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam ngày càng có tính lan tỏa và người tiêu dùng ngày càng tin yêu khi sử dụng hàng Việt, thì đòi hỏi các hoạt động triển khai trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc phải ngày càng có chiều sâu và hiệu quả thiết thực. Trong cái thời gian tới, chúng tôi cũng đề nghị ban chỉ đạo của cuộc vận động của tỉnh mấy cái nội dung. Thứ nhất, đó là tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động. Thứ hai, và chúng ta vẫn phải tiếp tục rà soát
đấy, và ban hành các văn bản liên quan đến cái cuộc vận động đấy, và đặc biệt là kể cả các văn bản hướng dẫn. Cái thứ ba là như tôi đã nói là trong thời gian tới thì còn rất nhiều khó khăn, tình hình chung, quốc tế, trong nước, khu vực vân vân, và kể cả của tỉnh, thì tỉnh cần phải có cái giải pháp, biện pháp hỗ trợ cho các doanh nghiệp. Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc cũng cần tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc vận động bằng nhiều hình thức phong phú, hấp dẫn. Vận động các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức các đợt bán hàng Việt phục vụ người tiêu dùng, tổ chức các hội nghị kết nối cung cầu, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hội chợ triển lãm trong và ngoài tỉnh nhằm tăng khả năng cạnh tranh, phát triển hệ thống phân phối, phát huy hiệu quả các điểm bán hàng Việt Nam cố định với tên gọi Tự hào hàng Việt Nam để cuộc vận động ngày càng phát huy hiệu quả.